Xin chào các bạn, mình là DJ Vịt Con của trạm radio. Ngoài đường thì tiết trời đã vào thu, hương hoa sữa đang tràn ngập các con phố. Mùa thu này thì chúng tôi muốn nói thật nhiều về những câu chuyện tình yêu. Tiếp nối trạm radio số 5, thơ Lưu Quang Vũ, những bông hoa không chết. Kỳ này chúng ta sẽ lại gặp lại nhà thơ Lưu Quang Vũ, nhưng không phải dưới tư cách một nhà thơ, nhà viết kịch hay nhà văn, mà là một người chồng, người cha, một người đàn ông đang yêu. Và người phụ nữ may mắn đó là vợ của anh, mẹ của các con anh, cũng là một người phụ nữ đang yêu say đắm, nhà thơ Xuân Quỳnh. Chắc hẳn có nhiều bạn đang nghe chương trình có đọc và có ngưỡng mộ thơ tình Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ viết cho nhau hoặc lấy nguồn cảm hứng từ nhau. Nhà thơ Nguyễn Duy đã khẳng định những bài thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ viết tặng cho nhau đã làm thành một đối thoại tình yêu đẹp nhất của thế hệ các anh. Nhưng Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ, em gái tác giả Lưu Quang Vũ thì tin rằng không phải chỉ trong thơ, trong đời sống thường nhật họ cũng đã dành cho nhau tình yêu thương sâu thẳm mà ngay cả những cặp uyên ương hạnh phúc nhất cũng khó lòng sánh kịp. Đối thoại tình yêu của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ được thể hiện qua các bức thư họ gửi cho nhau khi xa cách trong những năm chung sống cũng thật đẹp, thật nồng nàn, thật sâu sắc, không kém gì các bài thơ tình nổi tiếng được nhiều người yêu thích của họ. Những bức thư không chỉ thể hiện tình cảm yêu thương say đắm, sự quan tâm đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, sự đồng điệu trong tâm hồn, mà còn thể hiện những trăn trở, suy tư về công việc sáng tạo của hai người nghệ sĩ. Trong số radio lần này, được sự cho phép từ phía gia đình tác giả và nhà xuất bản trẻ, chúng tôi xin trích đọc một số thư từ trao đổi giữa Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ được in lần đầu trong cuốn sách Xuân Quỳnh, nghịch lý của tình yêu và số phận vừa được nhà xuất bản trẻ ấn hành vào tháng 8 năm nay. Và bạn đồng hành của tôi trong số trước cũng đã cùng trở lại và đó chính là nhà thơ Thúy Anh. Xin chào Trang. Xin chào tất cả các bạn. Có lẽ dư âm câu chuyện về thơ của Lưu Quang Vũ chắc vẫn còn đọng lại với các bạn từ đêm mưa tuần trước. Và tôi nghĩ việc chạm radio không dừng lại ở những cảm xúc đắm đuối của thơ, mà hôm nay tiếp tục câu chuyện tình yêu với những bức thư của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ là một điều rất là hợp lý. Và cảm ơn Trạm đã cho tôi cơ hội cùng Hà Trang lại một lần nữa đắm chìm trong thế giới của hai nhà thơ yêu mến của chúng ta. Xin mời các bạn cùng chúng tôi trở lại tháng 5 qua những lá thư. Ngày 5 tháng 6 năm 1976, Quỳnh thương yêu. Em gắng đi về bằng máy bay cho khỏe, không mua gì cũng được. Về với anh và con, về với nhà ta đi thôi. Về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ nơi ta đón mí, với quán cà phê Nguyễn Công Trứ nơi ta uống cà phê hai hào buổi sáng, với những gã giáo viên còm, những người công nhân lam lũ và những tay thợ làm đạo cụ sân khấu. Về với những con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo, nơi người ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy, sống thanh thản và yên tĩnh. Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm, không nên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì. Mùa đông này về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta, và với mí tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết chứ, sợ gì em nhỉ? Nếu chúng ta là kẻ không có tài trí lắm, không viết được điều gì to tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng ta sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người. Hôn em rất lâu, Vũ. Tối chủ nhật ngày 3 tháng 10 năm 1976, Quỳnh thương yêu. Tối nay em nghỉ ở đâu? Đà Nẵng, Bình Định hay Quy Nhơn? Xa anh, xa mí và các con lắm rồi. Và thư này đến em thì em đã ở Sài Gòn. Thương em đi đường một mình, buồn và vất vả. Anh định viết thư cho em ngay hôm sau, nhưng tíu tít lên vì việc cơ quan và mí. Buồn vì lúc tiễn em đi, vội quá, chưa kịp nói gì tàu đã chạy. Hôm ấy, mùng 1 tháng 10, anh về tới nhà thì mí đang ăn cơm với cô thơ, chơi ngoan, biết hát thêm bài Đêm Pháo Hoa. Đêm Pháo Hoa. Đến tối thì khóc gọi mẹ, chú Điền đưa đến nhà cô Mai Hương chơi. 9 giờ tối mới về, ăn rất nhiều cơm và bánh, no nhưng vẫn không chịu ngủ, gọi mẹ. Anh bắt nó nằm nhắm mắt lại, nó ngoan lắm, nằm im, nhưng không ngủ. Cứ lấy tay đập đập xuống gối và gọi khẽ, tìm mẹ, tìm mẹ. Nó trằn trọc suốt đêm gần 11 giờ mới ngủ, nhưng ngủ một mạch đến sáng, không đáy dầm. Sáng mở mắt ra đã gọi mẹ.
Tối hôm mùng 2 tháng 10, anh đưa Mí đi chơi, cho nó ăn phở. Tuấn Anh cũng về chơi với em rồi đi xem vô tuyến. Mí ngủ sớm nhưng đến 2, 3 giờ thì dậy khóc đòi mẹ. Ăn bánh từ từ sữa, mất đến 2 tiếng mới ngủ lại. Anh thức đêm làm việc, dỗ con xong lại ngồi viết tiếp đến sáng. Hôm nay chủ nhật, Mí cũng chơi ngoan, ăn nhiều cơm. Đã biết nói mẹ đi tác, mẹ đi dài đòn. Nhưng đến tối, vẫn ngơ ngẩn buồn, thỉnh thoảng lại ngồi thần ra rồi gọi mẹ. Anh bế nó đi xuống đường, cho nó quên. Nhưng lúc về, lên cầu thang nó đã nói, về mẹ. Nó tưởng về nhà là sẽ lại có mẹ. Nhưng nói chung, Mí ngoan, ngoan hơn anh và em tưởng. Khỏe, ăn nhiều. Anh cũng bận nhiều, bận việc cơ quan, nhiều nơi đặt viết bài. Và mình cũng muốn viết nhiều thứ, bận quá cả lên. Nhưng nhất là nhớ em, buồn lắm. Vậy em có nhớ anh không? Sống gần anh làm cho em bực nhiều, khổ nhiều phải không? Bực vì tính lười, tính ẩu của anh. Em yên tâm đi, giữ gìn sức khỏe và gắng làm việc được. Phải viết thư về 51 Trần Hưng Đạo cho anh. Đừng lo gì cho anh và con, bố con anh sẽ thu xếp được. Xa em, nhớ em, ân hận lúc ở bên em chẳng giúp được gì em nhiều. Chúng mình sống với nhau đã 3 năm, bao vất vả bận rộn, đã lúc nào thanh thản ở bên nhau. Mong và tin rằng năm 1977 này, anh và em sẽ làm việc được nhiều và em sẽ có thời giờ và sức khỏe hơn. Em đi trong lúc người chưa được khỏe, vừa ốm dậy mà chưa được nghỉ ngơi, anh rất lo. Nếu ở trong đó tiền nong eo hẹp thì em cứ tiêu cho thoải mái, mua được cái gì thì mua, không mua được thì thôi. Anh chưa gặp Hải, Nhàn cũng chưa gặp anh Vu, nhưng mọi việc ở nhà anh sẽ thu xếp được. Tuấn Anh tối nào cũng về, Kít ăn cơm với bà, anh ăn cơm ở Nguyễn Công Trứ. Hôm qua làm việc bận, ở lại trưa ở cơ quan và ăn cơm với Thảo. Nhớ em lắm. Cái phòng của mình nhỏ thế mà trở nên trống trải vô cùng. Yêu em và muốn được ở bên em mãi mà sống, mà làm việc. Em đi xa đừng buồn nhiều, nhớ đến anh. Lúc nào anh cũng nghĩ về em, yêu em. Muốn viết dài cho em, nhưng để hôm sau. Mong được tin em đến Sài Gòn bình an. Anh thăm cậu, chị Mai, anh Tăng và Mai Chi, Mai Hương. Mong cậu, anh chị và các cháu khỏe. Hôn em nhiều. Mí A Vờ mẹ Quỳnh yêu tín, anh của em. Ngày 9 tháng 6 năm 1978, Quỳnh nhớ thương. Em đi đã được một tuần, nhớ em và buồn lắm. Mấy bố con ở nhà vẫn bình thường. Mẹ đi vắng, Mí cứ quấn bố, tôi không chịu xuống bà. Hôm nào cũng bảo, bố với em đi đón mẹ đi. Mí ăn được, ngủ được, vẽ thêm nhiều tranh mới. Tuấn Anh xuống bác, bà Tuấn Anh vẫn ở đây. Ngày nào Tuấn Anh cũng về đi bơi, xong ăn cơm chiều với bà hoặc với anh, rồi lại xuống bác. Kít thì vẫn về luôn. Anh đang viết gấp cho xong tập sách diễn viên, cũng mới viết được mấy bài thơ và định viết truyện ngắn về Campuchia. Nhuận bút tập thơ của em, mẹ bảo có lẽ hàng tháng mới có tiền. Mấy bố con cũng túng, nhưng cũng cầm cự được vì có cá khô, tôm khô rồi. Anh làm mọi việc nhà xong, dù con Yên thì đã 11 giờ, lúc đó mới làm việc. Mới biết em ở nhà làm việc nhà vất vả thật. Những gì em dặn về nhà cửa, về con, anh đều nhớ và lo chu toàn. Chỉ có nhớ em và mong ngày em về. Có lẽ cũng một tháng nữa em mới về nhỉ. Em cũng chẳng nên mất thời giờ quá về những việc dự định sẽ mua sắm bên đó, để sức mà đi xem, đi chơi. Đời sống vợ chồng con cái mình rồi cũng đã ổn dần, miễn là mình viết được và in được. Nhiều việc muốn làm quá, anh rất sốt ruột. Sức khỏe thì có hạn. Anh cũng muốn làm xong mọi con măng để thư thả mà làm thơ. Anh muốn viết khác đi, hay hơn, và chắc rằng sẽ viết được. Mới đó mà đã giữa năm, em về hai vợ chồng sẽ đi đâu với nhau một chuyến. Em đi Liên Xô kỳ này, anh cũng rất mừng. Sống với nhau, anh chỉ mong em sung sướng và làm việc được. Anh thì mãi mãi vẫn thế, vẫn là anh của em với tất cả những nhược điểm và ưu điểm mà anh có, nhưng sẽ mãi mãi yêu thương em hơn cả những ngày qua cộng lại. Mí ngoan và tội lắm, rất khôn,
Hôm qua đang chơi cái gì đó, mắng kít, chỉ chuyên phá hoại thôi. Mí bắt anh đọc bài, thầm chửi, anh không thuộc. Mí khóc, bảo anh là bố không thuộc mà lại để mẹ đi Liên Xô mất. Bố không thuộc thì bố đi Liên Xô, để mẹ ở nhà đọc với em chứ. Hôm qua Mí vẽ cái tranh gọi tên là Mí đứng dưới ba cửa sổ chờ mẹ, anh gửi cho em đây. Hôn em, nhớ em nhiều. Em ở bên đó xứ sở đẹp đẽ, giàu có nhớ đến gian buồng và cái sạp của bố con tôi không? Anh của em. Ngày 8 tháng 6 năm 1978, anh nhớ thương của riêng em. Suốt từ hôm đi, chưa lúc nào mở mắt ra được. Muốn viết cho anh ngay, viết nhiều, nhưng bận quá và căng thẳng quá. Hôm em đi, trời mưa chỉ kịp nhìn anh xuống xe đạp và khoác cái mảnh ni lông trắng. Em thương nhớ anh muốn khóc, nhưng đành phải cười nhạt nhạt lên xe. Em không còn nhớ được em đã nhìn thấy gì cuối cùng trên đất ta ngoài anh và con. Khi máy bay bay lên, trời mù mịt không thể nhìn thấy ở dưới được. Khi bay gần tới Mạc Tư Khoa, nhìn xuống thì thấy như lúc mờ mờ sáng. Khi xuống gần ga rồi mới biết là lúc đó đang 11:30 đêm, giờ Mạc Tư Khoa. Đoàn em đi về một khách sạn rất thường. Em tìm không có một tờ giấy để viết thư cho anh, đành tắm rửa xong thì đi nằm. Nhưng không sao nhắm mắt được. Em nhớ thương con, nhớ anh quá. Giá như lúc này họ chỉ cho là Liên Xô đấy, rồi lại lên máy bay quay về thì sung sướng quá. Ở bên ta lúc ấy chắc đã sáng rồi, con đang sắp đi nhà trẻ. Tối hôm trước chắc Mí khó ngủ, có sờ tai béo và thối của bố không? Ngày hôm sau em đi gặp sứ quán và ngay tối hôm đó lên tàu hỏa đi Leningrad. Không còn mở mắt được tí nào, định mua thuốc đánh răng mà không ra đến phố. Ở Leningrad 2 ngày, em đi thăm cung điện của Hoàng hậu Catherine, thăm nhà Pushkin, nơi Pushkin chết, nơi Pushkin đấu súng. Bảo tàng Evnitage. Trong bảo tàng này rất nhiều tranh quý của các họa sĩ cổ điển và hiện đại. Không thể nào xem hết được trong 2 tiếng đồng hồ, vừa xem vừa chạy như bay. Cuối cùng của phòng tranh là tranh của Leger. Ở đây bà Ina cũng tỏ ra rất hiểu hội họa, nhưng bà ấy chê bai tranh Leger. Bà ấy bảo, người ta đề cao tranh Leger, sở dĩ ông ấy là người cộng sản. Tranh Picasso thì nhiều. Em không hiểu hết và tốc độ xem phải lướt nhanh quá. Đáng lẽ anh phải được đi xem Emite mới phải. Giá như anh được xem thì chắc anh thích lắm. Cuộc đi xem này có ích với anh nhiều hơn đối với em. Em không làm sao chia sẻ được với anh. Em cảm thấy em đang ở một hành tinh khác. Em đang ở thiên đường, còn anh và các con đang ở địa ngục. Chính vì vậy mà em bồn chồn đau đớn nhiều khi nghĩ về những người thân của mình đang ở nơi thống khổ đó. Em đi khắp thành phố, thăm nơi Pushkin học, thăm cung điện mùa hè và hệ thống phun nước của Pierre Đại Đế. Tất cả đều lộng lẫy, diệu kỳ, không thể nào tưởng tượng được là cách đây 2 thế kỷ con người đã làm được những việc như vậy. Vua Pierre là một người rất hay đùa. Trên một số đường sỏi khách đi qua, có thể dẫm vô tình lên những hòn đá nào đó, thế là nước phun ướt hết. Vua làm cho ô che xung quanh một cái ghế nghỉ chân giữa vườn hoa. Khi khách ngồi vào ghế thì nước phun xung quanh ô như thác, không thể nào ra được. Không hiểu sao vua Pierre lại làm nhiều việc như thế mà vẫn có thì giờ để đùa. Hoặc là ai biết đùa mới làm được những công việc lớn. Cả thành phố Petersburg là một thành phố bảo tàng. Các tên phố, tên dòng sông, con đường thường lấy tên các nhà thơ, nhà bác học. Tranh và tượng thì vô vàn, nơi nào cũng có. Có nhiều quảng trường, trong đó có một quảng trường là nhà hát, bảo tàng tranh, bảo tàng cung điện mùa đông do Hoàng hậu Catherine mua tranh của các nước và lập thành. Cung điện mùa hè do vua Pierre điều khiển về kiến trúc, chính tay nhà vua mang nhiều tranh ở Hà Lan về trang trí cung điện. Đứng trước nền văn hóa cao vời vợi của họ, mình thấy mình như đứng trước biển, vô nghĩa và nhỏ nhặt. Em cảm thấy rằng, nếu như ta là đơn bào thì họ đã là con người, nếu như ta là con người thì họ đã là siêu nhân. Nghệ thuật ở đây đúng là vĩnh cửu, nó vượt qua thời gian và không gian, nó mạnh mẽ vậy nhưng nếu không có người giữ gìn bảo vệ nó, thì nó tan ra như nước, như khói. Vậy có lẽ người bảo vệ nghệ thuật còn quan trọng hơn chính nghệ thuật. Trước khi đi, anh đã chuẩn bị cho em một số kiến thức về Liên Xô. Tất nhiên những điều đó không thừa, nhưng đã lạc hậu rồi. Nhà hát Tát Giang bây giờ ở đây đã coi là nhà hát cổ lỗ sĩ. Bà Ina bảo là
Nó có tân tiến cách đây 12 năm rồi. Vừa rồi, nhà hát Tagang đi biểu diễn ở các nước trên thế giới đều bị la ó vì sự cổ lỗ của nó. Về múa ba lê thì bên này có truyền thống hơn nhưng vẫn là cổ điển. Nói chung, họ quan niệm nhiều vấn đề đã khác khi em về nói chuyện cho anh nghe. Về làm thơ thì vẫn chỉ có mấy người mình đã biết là làm hay hơn cả. Các nhà thơ khác cũng nhiều vô kể và khi giới thiệu thì ai họ cũng bảo nổi tiếng. Đêm 7 thì em lên tàu đi Riga, thành phố trên bờ biển của nước Cộng hòa Estonia. Thành phố này cũng đẹp và cũng là một thiên đường. Bọn em đi tàu cùng với bọn nhà văn, nhà thơ Á Phi. Bọn này hình như ở trong nước họ, họ đều là người nổi tiếng cả. Nhưng riêng em thấy họ cũng bất tài thôi. Họ rất dễ cười. Khi thấy một người say rượu ở bên đường, họ có thể cười ầm lên đến nửa tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau, mùng 8 tháng 6, bọn em đi gặp chủ tịch thành phố. Trông ông chủ tịch này cũng giống các ông chủ tịch tỉnh ở nước mình. Có lẽ ở các nước xã hội chủ nghĩa khác cũng vậy. Họ hơi căng cứng nhưng họ tốt bụng và đằm thắm. Sau đó bọn em đi thăm bãi biển Riga. Có nhiều trẻ con bằng thằng Mí trên bãi cát. Trông trẻ con mà nhớ thương con quá. Chắc bố con ở nhà đang vật lộn với cái nóng. Không hiểu anh đã cắt tóc cho con chưa? Anh bận nhiều, vất vả. Em nghĩ mà thương anh lắm. Không hiểu anh có nhớ em không? Hay lại thấy là đang thoát khỏi sự khó tính bản gắt của em? Đừng giận em. Em dù có những nhược điểm như vậy, nhưng chủ yếu là em bao giờ cũng thương yêu anh lắm. Cả đời em chỉ muốn cố gắng sao cho anh đỡ nhọc nhằn. Lắm lúc em thấy em không xứng đáng với anh, không phải về tình yêu mà là về trí tuệ. Em cảm thấy em già rồi, già về thể chất đã đành, nhưng lại còn già về sự yên phận của người đàn bà, về những sự nhỏ nhen tầm thường của đời sống. Em nhìn mặt em trong gương, em thấy em không xứng đáng với anh. Tất cả trong anh là cái gì đó đang vươn lên, đang nổi dậy. Tất cả trong anh là sự bắt đầu mà con đường của anh thì còn xa tít tắp. Con người anh như cây đàn, vừa tiếp nhận những luồng gió của cuộc sống, vừa trả lại cho cuộc sống biết bao âm thanh. Em cảm thấy em khô cằn và bất lực. Em buồn lắm. Em thành thật nói với anh điều đó. Em vẫn cảm thấy hết. Vậy cho nên lúc nào em cũng thấy tình yêu của chúng ta mong manh. Em buồn lắm. Em không thể hình dung là nếu không có anh em sẽ sống như thế nào. Em rất muốn em trẻ đẹp lại cho tuổi tác và hình thức của mình. Có thể anh không cần như thế, nhưng em cần như thế. Vì chắc chắn rằng em trẻ hơn và đẹp hơn, anh sẽ yêu em hơn. Anh đừng bảo là em nghĩ cho anh những điều tầm thường. Người ta nhiều khi tưởng mình đã vượt qua những điều tầm thường, rồi thế mà đôi khi vẫn quay lại, sự quay lại còn mạnh mẽ hơn lúc bắt đầu. Ở người đàn bà, đôi khi chỉ cần nhan sắc thôi, nhan sắc là tài năng. Dẫu rằng có nghĩ về phía tinh thần thế nào đi nữa, thì người thông minh tài năng cũng cần có nhan sắc, tài năng mới vẹn toàn. Đôi khi em nghĩ quẩn là có khi em phải bỏ anh đi để em khỏi phải mang nỗi tủi nhục là không xứng với anh. Nhưng em không có can đảm. Em yêu anh và em đã nhập cuộc đời em vào cuộc đời anh. Bây giờ đối với em, đó chỉ là một cuộc đời thôi. Cắt đi làm sao nổi. Chiều mùng 8 tháng 6 bắt đầu đi họp. Hội nghị ít người thôi. Họ phát biểu không có gì là thông minh lắm. Tuy họ toàn là những người nổi tiếng của nước họ, các nhà thơ, nhà văn đã có nhiều tác phẩm và có tiếng. Họ không ít tuổi lắm, chừng 40 tuổi trở lên. Những vấn đề nêu ra ở trong cuộc họp đều trúng những điều mình chuẩn bị. Em đã viết lại, đúng hơn là biên tập lại. Phần thứ nhất em phát biểu về văn học truyền thống và văn học hiện đại. Phần sau em nói về sứ mệnh của thơ. Chiều nay anh Châu phát biểu trước, bài của ảnh hay nhất trong buổi chiều nay. Theo như em nghe thì thấy cũng thường và đơn giản thôi, nhưng ở đây họ hoan nghênh lắm vì bọn họ nói rất chán. Ngày 9 tháng 6 năm 1978. Sáng nay đi thăm thành phố Riga, em mệt muốn chết vì suốt đêm qua không ngủ. Vì ở đây hầu như không có đêm. Chương trình làm việc thì căng thẳng, em không làm sao còn để ý đến thành phố nữa. Em chỉ còn ý thức rằng em đang ở một thành phố bên bờ biển mà không có anh ở bên em. Chiều nay em phát biểu, sau bài phát biểu người ta hoan nghênh nhiệt liệt. Họ xúm lại cảm ơn em, người ta mua cam, mua cà phê cho em uống. Anh Châu cũng được ăn lây. Họ bảo họ không ngờ có một người phụ nữ lại nói ra những điều thông minh và sâu sắc đến thế. Riêng cái điều này mình đã đo được sự tài năng và thông minh của nhiều người trên thế giới. Tất cả những lời ngợi khen và thán phục ấy thuộc về anh.
Người ta quý trọng xứ sở của chúng ta hơn, người ta quý trọng em hơn là nhờ anh. Trong những lúc ấy em luôn nghĩ như thế, em càng thấy yêu và cảm phục anh. Nhưng anh đừng nghĩ rằng chỉ có lúc này em mới nghĩ thế thôi. Ngay cả những ngày sống bên anh, em cũng vẫn nghĩ như thế. Cái phần trí tuệ và thông minh anh bổ sung cho em, làm cho em trở nên con người toàn vẹn hơn. Nếu như không có anh, chắc rằng em sẽ sống như một người tàn tật. Em biết ơn anh, và em vẫn hiểu rằng cái phần về tinh thần anh dành cho em ấy còn giá trị hơn những sự nhọc nhằn về thể chất em cố gắng chịu thay anh. Nói thế không phải là một sự trao đổi sòng phẳng, mong anh hiểu cho em. Ngày 10 tháng 6, chiều nay sau khi họp xong, một ông viết kịch giả ở Riga tên là Peterson đến đón đoàn Việt Nam đến nhà ông chơi. Em đến thấy căn phòng thật thích thú. Ông ở trên tầng 6, tự ổng bảo người ta làm căn phòng theo ý của ông, một căn phòng cổ với toàn các đồ lẩm cẩm ông sưu tầm ở các nước. Trông sách của ông ấy mình thấy mê quá. Sách chất xung quanh tường và cao đến tận trần nhà. Tất cả hơn 6.000 cuốn sách bằng một thư viện. Nhiều sách tiếng Pháp, em trông thấy quyển Alexis Jopa. Nhìn những núi sách xung quanh, em ước ao một cuộc sống tinh thần biết bao nhiêu. Ông Peterson chở xe bọn em đi thăm thành phố Riga vào một nghĩa trang có một khu vực chôn riêng cho các nhà văn, các nghệ sĩ. Tất cả các bia mộ đều màu đen. Trên mộ của nhà thơ Reinis tặng một tượng rất đẹp và dưới tượng khắc một câu thơ của Reinis: "Tôi hóa thân đi về phía mặt trời." Ở Petersburg cũng vậy, dưới tấm bia kỷ niệm những người bị bọn Đức giết có khắc thơ của bà Olga Bekon. Ở đây, khắp nơi trên đất Liên Xô, chỗ nào cũng là văn học nghệ thuật, một đất nước đầy những nhà thơ, nhà văn và nhà bác học. Mùng 10 tháng 6 em đi thăm một công nông trường và một nhà máy dệt. Họ đề nghị em phát biểu và đọc thơ. Em phát biểu ngắn, không chính trị lắm. Họ rất thích. Em đâm ra như trưởng đoàn, vì em điều khiển mọi việc và đi đến đâu thì em phải phát biểu. Đất vùng nông trường này, nông trường ở thành phố Latvia, trước kia rất nhiều người bị bọn Đức giết ở đây. Có một câu thơ của một nhà thơ Estonia đã viết rằng: "Đừng trồng hoa hồng lên đất đã đẫm máu." Sau đó bọn em đi thăm một nghĩa trang của những người bị bọn Đức giết ở trại tập trung nơi đây. Hơn nửa triệu người đã chết. Cửa nghĩa trang xây hình một tấm gỗ khổng lồ chắn ngang, đè lên hai tảng đá đen. Trên tấm gỗ giả đó để bằng chữ Latin: "Sau cái cửa này là đất kêu." Trên hai tấm đá đen có nhiều vạch nhỏ, những vạch đó là đánh dấu những ngày trong trại tập trung của những người tù. Cái cửa này cũng là ranh giới của cái sống và cái chết. Phía trong nghĩa trang là những bức tượng thật xúc động. Em về sẽ nói nhiều anh nghe. Ở đây những công trình nghệ thuật lớn có lẽ là những tượng đài ở các nghĩa trang thôi, hiện nay. Ngày 11 tháng 6 năm 1978, chiều nay lại họp, có một anh da đen phát biểu một đoạn về tiếng trống cũng khá. Thật ra thì văn hùng hồn thôi. Đại ý nói, tiếng trống ở châu Phi là nguồn gốc của thơ, tiếng trống là cuộc đối thoại, sự thúc giục của dân tộc. Ở Nam Phi, những tiếng trống đang bị ném vào lửa. Một chị người Pakistan nói là, dân tộc tôi không có nhà thơ vì chúng tôi đều sinh ra và chết trên lưng ngựa. Đại khái, trong cuộc họp chỉ có được vài câu hay, nó hay ở cái mức mà nó cho người ta chút hiểu biết thêm về dân tộc khác. Tối nay, Hội Nhà văn Estonia chiêu đãi ở nhà tắm, đặt tiệc ở nhà tắm, tiệc toàn bánh ngọt, không thể ăn được. Họ uống rượu, nhảy đầm xong, lên xe về khách sạn. Họ ôm nhau và làm những trò lố lăng. Em thấy ghê tởm các nhà văn quá đi mất. Ở đây không có ranh giới giữa con người và con vật. Em buồn lắm, muốn về với anh thôi. Ngày 12 tháng 6, đi tàu suốt đêm qua, sáng nay đã về Mạc Tư Khoa. Mai đi lấy nhuận bút rồi đi Tbilisi luôn. Không biết làm sao có thể có lúc mua hàng, chưa đi xem nhạc kịch múa ba lê. Em mới chỉ có một buổi được nghe hòa nhạc ở nhà thờ thành phố Riga. Bây giờ em đang ở một khách sạn ở Mạc Tư Khoa. Em muốn về quá chừng, em chả thiết cái gì sất, chỉ muốn về với anh và con thôi. Nhớ thương anh và con bao nhiêu. Em rất mệt và chóng mặt vì làm việc liên miên và đi tàu xe liên miên không ăn, không ngủ được. Lòng thấy chán nản con người ở đâu cũng thấy chán. Hay em già quá rồi chăng?
Anh Châu ở đâu cũng có vẻ háo hức bạn bè. Còn em chỉ nghĩ được về có anh. Sau khi em lấy anh thì em thấy thiên hạ đều tầm thường và ngu dốt cả. Điều đó cũng tại anh nữa đấy. Em vội viết thêm vài hàng, chiều mai có người về máy bay, em nhờ anh Định gửi hộ. Anh nói với Thơ là em không đi Odessa nên không mua mũ cho Linh được. Mũ sang bên này khô cong queo cả, xấu lắm. Em toàn mặc quần áo tây vì bên này rét lắm, 50 độ đấy. Áo len và áo kẻ caro của Thơ rất tác dụng, nhiều chuyện lắm, em sẽ viết thư sau. Quà tặng như vậy là mình mang quá nhiều. Em nghĩ thương anh và con ở nhà không có gì. Em khó tính, ở với hai người rất khó chịu, nhưng em phải cố chịu đựng. Mệt lắm lắm, chỉ mong về. Em mong thư anh lắm, gửi lời thăm mẹ và các em. Bố đã về chưa? Các con ra sao? Thư cho em ngay. Ngày 16 tháng 7 năm 1978. Anh nhớ thương ơi, anh đi, hôm nay là đúng một tuần. Em ở nhà đếm từng ngày, từng giờ một. Em vừa mệt vừa buồn, lúc nào cũng phấp phỏng, có cảm giác không hiểu em có thực đã được sống với anh không? Có thật chúng ta đã sống với nhau 5 năm rồi chăng? Em càng yêu anh, em càng phấp phỏng, lo sẽ không được sống với anh được lâu dài. Anh đi vắng, em ở nhà nhọc nhằn, em vẫn bị đau bụng chưa khỏi hẳn, xách nước lên gác ba một mình. Đôi khi em thấy em làm mọi việc đều vô nghĩa. Khi em xách nước, em chợt tự hỏi, xách nước thế có cần không, có đúng không? Khi em ngủ dậy, em tự hỏi, em ngủ thế để làm gì? Không có anh, em thấy em sinh sống như một sinh vật. Em làm mọi việc, chịu đựng mọi thứ đều cảm thấy nhọc nhằn gấp hai lần. Nếu không có anh, em thật là vô nghĩa. Sự lao động của em cũng ví như người tù hàng ngày gánh nước đổ lên đống cát. Em thấy kinh hoàng vô cùng nếu như không có anh. Em đi về không có mục đích. Em không sang 51 Trần Hưng Đạo làm gì. Mỗi trưa về nhà, em bước lên bậc cầu thang thấy nặng nề và vô nghĩa. Em biết rằng em về cũng không có anh ở nhà, không hiểu sao em vẫn về. Về để ăn bát cơm nguội một mình, để giặt chậu quần áo cho các con. Bao giờ thì anh về hở anh? Xuân Quỳnh. Tháng 10 năm 1985. Anh nhớ thương. Có thể anh không mong thư em vẫn viết cho anh. Vì trước tiên là nhu cầu của em muốn được trò chuyện với anh. Anh mới đi có 2 ngày mà em buồn quá. Con và em lại ốm. Hôm nay con đã ăn được tí cơm, em đã đỡ lo. Trời nóng, nhọc mệt nhiều, chỉ muốn ở bên anh cho đỡ khổ. Cuộc sống ngắn ngủi, con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng rồi biến mất, vĩnh viễn. Sống với nhau 12 năm mà ngắn quá, rồi có vài chục năm nữa ở bên nhau cũng chẳng là dài. Em và anh ngày càng già đi, càng buồn nhiều khi trông thấy những người thân mình ra đi. Em mong và sẽ cố gắng sao cho những năm sống của chúng ta vui và đỡ nhọc nhằn hơn. Em thương anh nhiều lắm, anh vất vả chẳng có phút nghỉ ngơi. Làm sao mà đỡ đần sự nhọc nhằn được cho anh? Nhớ giữ gìn sức khỏe và tình yêu của anh cho em và cho các con. Đừng ở lâu ở Sài Gòn. Em và các con mong anh lắm. Em đây. Ngày 14 tháng 4 năm 1987. Anh nhớ thương của em. Anh đi đã 2 ngày. Hôm nay là 14 tháng 4. Sau ngày anh đi, trời lại trở rét. Em đã giặt 5 cái chiếu và thảm, cả quần áo rét nữa. Thế là lại phải bỏ ra mặc. Trời rét như giữa mùa rét đấy. Vắng anh càng buồn. Nhà vắng vẻ, em đi về làm mọi việc như một cái máy. Thỉnh thoảng quên mất, lại cứ chợt nghĩ như lát nữa anh sẽ về ăn cơm. Lấy nhau gần 14 năm rồi mà xa nhau em vẫn nhớ thương anh như thế. Có thể là không phấp phỏng vì tin cậy anh hơn, nhưng lại thương anh nhiều hơn. Chắc là anh bận nhiều công việc và nhiều bạn bè, chả có thì giờ nghĩ đến em và con. 3 ngày nữa là sinh nhật anh. Có lẽ từ ngày lấy em, lần đầu tiên anh xa nhà trong ngày sinh nhật. Em chẳng biết gửi gì cho anh. Định gửi điếu và thuốc lào, nhưng mẹ bảo là đừng gửi, bắt dì Ngọc cầm tội gì. Em rất áy náy, chả làm gì cho anh được trong ngày sinh nhật.
Mấy bông hoa loa kèn em mua hôm anh đi đã nở hết. Mọi việc ở nhà vẫn như thế, bình thường. Chỉ nỗi nhớ anh là chả bình thường mà thôi. Càng nghĩ càng nhớ thương anh. Hiểu tính tình, công việc của anh. Lắm lúc em thương anh, xót cả ruột. Lắm khi em cứ nghĩ em sẵn sàng sống cuộc đời đạm bạc để anh đỡ phải nhọc nhằn. Đối với em chẳng có nhu cầu gì nhiều, chỉ cần lo liệu cho con cái. Như em đã dặn, anh đừng mua sắm gì, nhất là về quần áo. Em và các con đầy đủ cả rồi. Có gì ăn thì mua về, ăn cho vui, mà cũng mua ít thôi, mang mọi thứ lỉnh kỉnh vất vả ra. Em đã sửa bài thơ Hoa Cúc Xanh, em chép lại tặng anh ngày sinh nhật. Anh xem có cần sửa thì sửa cho em. Hoa cúc xanh. Hoa cúc xanh có hay là không có? Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa, một dòng sông lặng chảy từ xa, thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ. Hoa cúc xanh có hay là không có? Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa, mơ ước của người hay mơ ước của hoa, mà tươi mát mà dịu dàng đến thế. Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé, nước trong ngần thầm thỉ với ngàn lau, trái tim ta như nắng thủa ban đầu, chưa chút gợn một lần cay đắng. Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng, đời yên bình chưa có những chia xa. Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa, hương thơm ngát cả một vùng xứ sở. Những cô gái da mịn màng như lụa, những chàng trai đang độ tuổi 20, người yêu người yêu hoa cỏ đất đai, những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả. Hoa cúc xanh có hay là không có? Tháng năm nào ấp ủ thủa ngây thơ, có hay không thung lũng của ngày xưa, anh đã ở và em thường đến đó. Châu chấu xanh chuồn chuồn kim thắm đỏ, những ngả đường phơ phất gió heo may, cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây, bao mơ ước mượt mà như lá cỏ. Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có, mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa. Anh giữ gìn sức khỏe, đừng uống thuốc nhiều và mau về với em và các con. Nói với chị Mai là em vội nên không viết thư, chưa tìm mua được mơ. Anh mua cho thằng Kít một đôi dép nhựa thật to, chân nó to lắm. Nếu anh đi rộng thì nó đi mới vừa. Rất nhớ thương anh, em đây. Ngày 7 tháng 11 năm 1987, Quỳnh thương yêu, anh đã nhận được thư và quà em gửi anh Đức, anh cần. Sau đó cũng đã nhận được kẹo cao su em gửi cho anh Thông mang về. Anh Đức cũng kể tỉ mỉ về những lần gặp em. Anh ấy rất cảm ơn những việc em giúp anh ấy trước khi về. Nhà vẫn bình thường. Tuấn Anh đã đi làm từ ngày 1 tháng 11. Mí ngoan, khỏe. Hôm nọ vừa đi lĩnh giải nhất cuộc thi viết về Liên Xô và hôm qua được đại sứ quán mời đến liên hoan. Mí sợ không dám đến, anh phải đèo Mí đến tận cửa sứ quán. Mí liên hoan mừng cách mạng tháng 10, ăn tiệc với các bạn Liên Xô và được tặng một gói kẹo bánh to tướng, đủ cả sô-cô-la và các thứ kẹo ngon. Mí mang về sướng lắm, nhưng vẫn tỏ vẻ bơ đi, coi như rất bình thường. Việc của Kit vẫn có hy vọng vì bây giờ bộ đã có thêm 4 chỉ tiêu bổ sung, nhưng còn đang xin xem có quay phim không. Anh vẫn bận bịu. Vở Chết cho điều chưa có ở nhà hát tuổi trẻ đã công diễn. Vở chương 3 20 tháng này sẽ xong. Hôm qua chạy mộc trên sàn, anh có mời anh Nguyễn Khải xem. Anh Khải thích lắm, bảo rằng là một vở kịch lớn. Anh mong em về xem. Chương 3 sẽ là một sự kiện văn hóa trong những ngày tới. Anh Khôi, Trần Tiến, Bích Thu, chị Dung đều đóng các vai chủ chốt. Châu, Phương làm mỹ thuật và âm nhạc. Vợ Lê Hùng làm biên đạo múa. Vở Ngọc Hân, anh Đức làm cũng hết tháng thì xong. Anh vừa viết xong một vở cho kịch Hà Nội, sẽ khởi công vào giữa tháng này. Anh mới nhận tặng thưởng kịch bản của Hội Nhà Văn. Tiếng thì oai nhưng giải có 10.000. Tập kịch em biên tập anh Kiên, anh Nam đề nghị anh đưa thêm vở chương 3 thay cho một trong hai vở của anh. Anh đã rút vở Nguồn Sáng ra để thay chương 3 vào. Hiện đã đưa nhà in. Tập thơ anh hiện cũng bắt đầu vào nhà in. Mọi việc nói chung ổn thỏa, tốt đẹp.
Anh bận rộn quá, còn nhiều việc chưa làm xong và chắc là anh sẽ không đi Liên Xô đâu. Nghe em kể và anh cũng không thích đi lâu thế, nhiều việc quá. Em cứ coi như anh không đi, cần mua gì thì mua đi nhé. Anh rất nhớ em. Chúng ta sống với nhau đã 14 năm, nhiều gian khổ nhưng cũng nhiều niềm vui. Anh đã làm được nhiều việc, một phần cũng nhờ em. Và biết rằng dù ở trên đời còn có nhiều cô gái khác, những yêu tinh như em vẫn nói, nhưng chỉ có em là yêu thương và hiểu anh. Hiểu cả những thói tật đến công việc và những nỗi đam mê. Ở bên đó em đừng lo lắng gì về anh và các con. Cũng đừng khổ trí quá về việc mua bán. Phải giữ gìn sức khỏe và tranh thủ đi chơi, đi xem. Kẻo về nhà lại bận rộn nhiều việc không tên như bếp núc, chợ búa. 12 tháng 11 anh viết thư định gửi anh Hồ Thi. Nhưng anh thi thứ bảy 14 tháng 11 mới đi. Nên hôm nay mới viết tiếp để gửi anh Thi. Thư của Tuấn Anh và Kit hôm nay cũng mới gửi. Anh đã nhận được thư của em gửi bưu điện, có ảnh em chụp lấy thông hành. Anh gửi anh Thi cầm sang cho em 6 lạng chè ngon, 1 lạng mì chính, cái khăn len và 2 quyển thơ. Nếu anh Thi sợ nặng thì anh sẽ không gửi 2 quyển thơ nữa. Ông Nguyễn Đình Thi thì ít hôm nữa mới đi, anh cũng sẽ gửi ông Nguyễn Đình Thi thư và một số thứ cho em. Bộ giáo dục có gửi em một gói quà hay tặng thưởng gì đó, mai anh sẽ đi lĩnh. Tuấn Anh đi làm tốt, mọi việc nhà yên ổn. Anh Bùi Kim đã mất, vừa đưa đám hôm 9 tháng 11. Anh có mua vòng hoa viếng thay mặt cả em. Anh Kim mất rất tội, quằn quại cả 10 ngày hấp hối mới mất được. Cũng may mấy tháng trước em kịp làm cho anh ấy tập sách. Bây giờ làm được việc tốt gì cho bạn, cho mọi người thì phải cố mà làm em nhỉ. Từ tuổi 40 trở lên là bạn bè, người thân sẽ cứ rơi rụng và rồi sẽ đến lượt mình. Anh nghĩ vậy nên cố sống thật hiền hòa, thanh thản và cố sức viết. Tuy vậy vẫn lười lắm và thấy mình vẫn chưa làm được bao nhiêu. Em yên tâm về những việc ở nhà anh cư xử với các chỗ ơn nghĩa, anh Vi, anh Nghĩa, anh Sưu của các con. Mẹ khỏe, Thơ về giúp anh và mẹ nhiều việc nhà, Kít tích cực giúp bà, Tuấn Anh xuống chơi luôn. Anh đều để ý chăm sóc cả ba đứa, em đừng lo. Anh Đức và Cần nói rằng tạp chí sân khấu Liên Xô số tháng 10 năm 87 có bài viết về anh, em kiếm cho anh một số nhé. Hôn em nhiều nhiều, anh Vũ. Ngày 24 tháng 11 năm 1987, anh nhớ thương của em. Mấy hôm nay mặc tư khoa rét lắm, từ 17 độ âm đến 20 độ âm. Quãng đường từ xe buýt tới trường thật là quãng đường gian khổ. Đi trên tuyết như lội trên cát, gió quất tuyết vào mặt bỏng rát. Lớp học nhiều đứa nghỉ, bọn nó lười và vô trách nhiệm, vậy nên em vẫn cứ phải cố gắng đi. Hôm ngày 16 tháng 11, em đã tìm đến anh Hồ Thi, Hùng đưa đi. Chờ từ 8 đến 11 giờ đêm thì anh ấy về. Em đã nhận được chè, khăn và mì chính của nhà gửi. Hôm 19, buổi tối em tìm đến khách sạn chỗ anh Vũ Tú Nam và đã nhận được thư anh qua thành trường. Sau đó, ngay tối 19 em cùng đoàn đi ra ga, đi Leningrad 3 ngày. Bọn em ở Leningrad 3 hôm, ngày 22 tháng 11 năm 87 mới về mát. Lát nữa em sẽ gọi điện cho Vương Chí Nhàn để hỏi địa chỉ anh Vũ Tú Nam và anh Hồ Thi. Cũng chỉ còn một tháng nữa em về, mong quá. Hôm qua nằm mê thấy về nhà rồi, tỉnh dậy mới biết là không phải. Rét quá không ngủ được, sáng ra mới biết là cửa sổ bị bật ra, tuyết lùa cả vào phòng. Em viết sẵn mấy dòng để khi tìm được chỗ ở của các anh ấy, em sẽ gửi thư cho anh. Em gửi anh Vũ Tú Nam cho anh lọ nước hoa. Nếu như thành trường không ngại, em sẽ gửi cho con miếng format. Nghe nói ở nhà giá cả nhảy vọt lắm, em cũng lo. Như vậy là lúc nào anh và em cũng phải cố gắng. Anh cố gắng làm cho có tác phẩm và đuổi theo giá cả thật khổ cực. Việc của Kit ra sao, anh báo cho em biết. Anh có hay qua lại chỗ anh Sơn không? Nếu Kít chưa được đi, anh động viên con phấn đấu chờ năm sau. Hôm qua, có một thằng bạn cùng phòng của thằng Bi trên mát. Nó đưa thư của Bi cho em. Nó bảo là em xin giấy mời nhà trường cho Bi lên mát gặp em trước khi em về. Em sẽ hỏi và cố gắng làm sao gặp được Bi. Em sẽ cho Bi một ít chè uống và gửi cho Bi tập thơ rồi. Chỗ chè anh gửi em cũng cho Lê Hùng nữa. Hùng đối với em tốt lắm. Ở đây không ai có thể làm gì được,
không đọc, không viết, ngay cả học cũng nhiều người bỏ. Họ chỉ tính toán và mua bán cả ngày. Người có ý chí nhất cũng tan biến cả. Ngay cả em chỉ có 3 việc: đến lớp, nhớ nhà và mua hàng. Làm đủ được 3 điều ấy cũng là giỏi lắm rồi. Lúc nào nghe bài giảng chán thì viết thư trong lớp. Sợ người giảng biết nên phải viết vào cuốn sổ đang ghi chép. Vậy nên anh thấy nhiều thư em gửi cho anh là giấy xé trong sổ ra đấy. Chẳng biết lúc này ở nhà đã rét chưa? Bố con đã lên gác xếp chưa? Anh bảo Mí viết thư cho em. Anh luôn nhắc nhở và kiểm tra nó về mặc quần áo rét. Phải nhắc cả thằng Kít nữa. Anh bảo với Kít là em đã mua cho nó được cái con lăn rồi. Còn kính thì đang đi tìm. Đèn máy ảnh nên mua ở nhà. Thực sự thì bây giờ em cũng cạn tiền. Phải chờ xem có lĩnh được nhuận bút, sẽ tính mua thêm cho mọi người. Cô Ira phụ trách về Việt Nam ở Hội Nhà văn Liên Xô ấy, thì nghỉ ốm đến hàng tháng nay, nên không thể làm giấy cho mình lĩnh nhuận bút được. Nếu như được lĩnh, có lẽ em cũng được thêm mấy trăm nữa, tha hồ mua bán. Tối 24 tháng 11, tối về nhà, thằng Trần Đăng Khoa lên chơi, nó cứ toàn tiên đoán cho mọi người về điều gở. Em buồn không thể tưởng được. Sáng nay có một cô giáo dạy văn học Anh, cô giảng về Dickens và Thackeray. Sau buổi học, cô nói qua nhận xét của cô về nước Anh mà cô đã từng qua nhiều lần. Em thấy những nhận xét cũng thông minh, em ghi lại đây anh đọc. Ở nước Nga, con người bị quay cuồng trong nhịp sống vội vã. Họ không có lúc nào để quan tâm đến nhau. Chỉ có lúc họ xếp hàng là họ có thể nhìn vào mặt nhau. Còn ở Anh, sống giữa nước Anh, người ta cảm thấy lúc nào cũng như ở trong ngày hội, sống giữa niềm vui và tình thương mến. Khi có một người nào đó ngơ ngác ở ngoài phố, lập tức có 4-5 người lại gần và hỏi rằng: tôi có giúp gì được bạn không? Những chiếc xe buýt chạy trên đường, mỗi lần cửa xe rộng mở là người ta luôn gặp những người đàn ông không quen, đỡ những người đàn bà không quen xuống xe. Người Anh bây giờ rất cởi mở. Câu phương ngôn ngày xưa của người Anh là: ngôi nhà của tôi là pháo đài của tôi, không còn đúng nữa. Người Anh bây giờ mở rộng cửa, ra đường, hòa nhập và thông cảm với mọi người. Em lại nhớ đến câu nói của bà con gái cụ Đặng Thái Mai khi bà nói về Paris. Khi tôi sống ở Paris, tôi có cảm giác tôi đang sống giữa chủ nghĩa cộng sản. Ở Liên Xô bây giờ con người cũng tha hóa, xấu đi nhiều. Người già ích kỷ, thanh niên vô trách nhiệm và trẻ con thì thiếu giáo dục. Nói chung sự sa đọa cũng như mình nhưng tất nhiên vẫn còn là hơn mình. Em buồn quá, buồn quá. Vâng. Em buồn quá, buồn quá. Đấy là những câu cuối cùng mà Trang vừa đọc lên. Và có thể nói là âm hưởng buồn vang lên như một tiếng vọng từ một lá thư của một ngày gần cuối năm 1987. Nó buồn đến nỗi mà chạm đến chúng ta ngày nay, khiến tôi không dám cất lời lên nữa. Những năm ấy thì Xuân Quỳnh đang ở vào ngày tháng cuối cùng của nhà nước Liên Xô, với rất nhiều trăn trở, buồn và thậm chí là bế tắc. Ở đây tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút với các bạn là tôi vốn yêu thích những bức thư, và đối với người sáng tác, với các tác gia nói chung ở trên thế giới thì thư từ của họ viết cho bạn bè, người thân, gia đình hay là thư tình nữa cũng là một phần quan trọng trong di cảo sáng tác của họ. Mà thường khi tác giả qua đời thì hậu thế có thể được đọc như một thể loại sáng tác. Bởi những lá thư lúc ấy không còn riêng tư nữa, nó đã chứa đựng tư tưởng của người viết, những câu chuyện mà họ thấy trên đường đi, những ý tứ sâu xa mà họ muốn chia sẻ, họ muốn nhắn gửi đến người thân và cả những người xung quanh họ nữa. Với những bức thư giống như thư của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh gửi cho nhau ngày hôm nay mà chúng ta đọc ấy, chúng ta được đọc ngày hôm nay ấy, thì chúng ta thấy là có những cái suy tư, những cái trao đổi tình cảm riêng tư. Bên cạnh đó thì có cả những cái suy tư về thời cuộc, những cái điều họ chia sẻ với nhau không che đậy và không khoan nhượng với cả chính mình nữa. Có thể nói đây là một dạng non-fiction rất là dữ dội và chân thực nhất, và giúp chúng ta hoàn thiện những nét còn chấm phá mờ nhạt trong chân dung tác giả, trong lòng người đọc. Những thư từ giúp lý giải các uẩn khúc của đời và của thơ, mà lại thấp thoáng mong manh cả hơi thở thời đại mà họ đang sống nữa. Chính vì thế nên là những cái bức thư
mà hôm nay chúng ta được đọc thì phải nói là nó rất là quý giá. Nó khiến cho tôi nghĩ nhiều. Tất nhiên là cái cảm xúc ngay bây giờ chia sẻ với Hà Trang thì nó rất là khó, nhưng mà đầu tiên thì tôi thấy lúc tôi đọc ấy thì cảm thấy thương thắt lòng. Thương thắt lòng một thời, thương thắt lòng hai con người, rồi hai số phận và hai tài năng mà chúng ta yêu mến. Ở đây Xuân Quỳnh, đặc biệt Xuân Quỳnh hiện ra trong những cái bức thư này thực sự là cực kỳ rõ nét. Nếu như chúng ta đọc thơ của bà thì cái một Xuân Quỳnh rất là dữ dội, rất là say đắm, rất là say đắm và rất là đàn bà trong tình yêu, thì trong cái bức thư này càng hiện lên rõ hơn, và thậm chí là có một cái gì đó rất là cá tính, đầy cá tính, rất là dí dỏm, rất là quyết liệt. Và ngay cả những cái dằn vặt nhớ thương rất là đàn bà của Xuân Quỳnh cũng được thể hiện một cách rất sắc sảo, chứ không hề mờ nhạt tí nào, không dịu dàng như tôi nghĩ là nó phải rất là hiền hậu, dịu dàng và phải giấu mình đi, nhưng không phải. Trong những cái bức thư này thì có thể nói là Xuân Quỳnh hiện lên đầy cá tính và rất là mạnh mẽ. Mặc dù là bà luôn luôn lùi lại, đứng đằng sau Lưu Quang Vũ, và cái tình yêu lớn lao của bà đã nâng Lưu Quang Vũ lên. Lúc nào Lưu Quang Vũ đối với bà cũng là tất cả, thấy như là cả một bầu trời, cho đến nỗi mà không vắng Vũ thì cảm giác là không có anh thì em như vô nghĩa. Và chính những cái lời cho viết trong cái bức thư này lại làm cho tôi cảm giác thương Xuân Quỳnh vô cùng, rất thương những cái dằn vặt của Xuân Quỳnh, và đồng thời thì cũng phát ghen lên được vì cái sự hòa hợp giữa hai tâm hồn này, với sự đối thoại giữa hai tâm hồn, đối thoại giữa thơ của họ, đối thoại giữa thư của họ. Và thậm chí là tôi nghĩ cả những lúc mà họ im lặng thì họ cũng có một cái sự đối thoại nào đó, bởi vì hai con người này đúng là sinh ra cho nhau. Thế còn ở đây thì Lưu Quang Vũ hiện ra đối với tôi thì tôi thấy là có vẻ nhỏ nhẹ hơn, thủ thỉ, trầm hơn, và là một người say mê công việc. Thế những tưởng là chỉ nghĩ những cái điều to lớn, những suy tưởng thâm trầm để làm thơ, viết kịch, viết văn, vì cái thời đó là chúng ta đều biết là Lưu Quang Vũ đang ở đỉnh cao của thăng hoa về sáng tác. Thế nhưng mà hiện ra ở đây cũng rất là dễ thương, như là một người đàn ông của bao lo toan lặt vặt hàng ngày khi vợ đi xa, và thấy rõ là có đôi chút vụng về, vì dường như là Xuân Quỳnh muốn nhận hết những phần nhọc nhằn vất vả trong cái cuộc sống sinh hoạt đời thường. Thế nhưng mà Lưu Quang Vũ cũng thật là tỉ mẩn, lo thương chăm sóc cho cả ba đứa con riêng, con chung, con của họ. Và đây là phải nói là một gia đình sống trong tình yêu trọn vẹn. Và cái không khí xung quanh họ mà họ thở ấy, là không khí của tình yêu. Đấy, và điều đó nó lý giải rất nhiều tại sao những cái bài thơ của họ lại say đắm như vậy, hết mình như vậy, quyết liệt như vậy, đến cùng như vậy. Không biết là Hà Trang có chia sẻ gì không? Rất là cảm ơn chị Thị Anh về những cái chia sẻ rất là tâm huyết và chân thành của chị. Thực ra thì khi mà đọc những cái bức thư của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ viết cho nhau thì em cũng cảm thấy là hai người hiện lên rất là đời thường, rất là chân thực, như những cái người cô, người chú, người hàng xóm của mình, thậm chí là những người bạn của mình nữa. Không chỉ là những cái bài thơ của họ mà những cái tâm sự của họ cũng rất là bình thường, rất là làm cho chân dung của họ hiện lên gần gũi hơn và thực tế hơn. Và rất cảm ơn chị Thị Anh một lần nữa vì giọng đọc rất là truyền cảm ha, rất là nhiều bức thư cũng như là những cái chia sẻ rất là chân thành của chị. Và thưa các bạn, thì như Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ tiết lộ trong một lá thư gửi cho Lưu Quang Vũ vào năm cuối đời, Xuân Quỳnh có viết: "Chúng ta sống với nhau đã được 15 năm, 15 năm bằng thời gian lưu lạc của cuộc đời cô Kiều. Dòng thư như là đã đoán trước được định mệnh, nhưng có lẽ là định mệnh đã không chia cắt được họ. Sau 15 năm đó, họ lại tiếp tục bên nhau, tiếp tục là một huyền thoại về tình yêu trong thời chúng ta đang sống. Và có lẽ không gì hợp lý hơn để kết lại số radio lần này bằng những câu thơ của Xuân Quỳnh trong thơ tình cuối mùa thu. Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại." Và Trạm Radio số 6
Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Thư Tình Mùa Thu xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các số chạm radio lần sau. Chúc các bạn ngủ ngon!